sau hai ngày bán kết và chung kết đầy kịch tính và gay cấn tại Chu Icon Hall, Bangkok, Thái Lan vào ngày 22 và 23/7, đại diện của AOG Việt Nam, Sài Gòn Phantom đã xuất sắc đánh bại đội tuyển nước chủ nhà Bacon Tam với tỷ số cách biệt 4-1, qua đó lên ngôi vô địch giải đấu Arena of Valor Premier League 2023, APL 2023. Đây cũng là lần đầu tiên Sài Gòn Phantom đăng quang tại một giải đấu quốc tế và là năm thứ hai liên tiếp Liên Quân Mobile Việt Nam leo tới đỉnh vinh quang thế giới. Bên cạnh đó, thần rừng SCP Bang cũng nhận được danh hiệu FMVP cá nhân, trở thành biểu tượng và huyền thoại mới của Liên Quân Mobile Việt Nam. Trong niềm hân hoan đầy cảm xúc đó, Sài Gòn Phantom đã lần đầu tiên trả lời độc giả báo Thanh Niên trong cuộc trò chuyện rất cởi mở. Xin chúc mừng Sài Gòn Phantom đã giành chức vô địch APL 2023. Các bạn hãy chia sẻ cảm xúc của mình với độc giả, với người hâm mộ sau khi đạt thành tích đáng ngưỡng mộ này. Lời đầu tiên, xin cảm ơn báo Thanh Niên về cuộc phỏng vấn này. Sau một ngày thì hiện tại mọi người vẫn đang rất vui, nhưng cũng rất mệt sau hành trình dài suốt 5 tuần ở Thái Lan. Giờ tất cả mọi người sẽ dành thời gian cho việc nghỉ ngơi và gia đình. Tại APL 2022 cũng như SEA Games 31, SCP đã không thể vượt qua Thái Lan. Vậy các bạn có chiêu gì để đả bại đối thủ ngay tại sân nhà của họ lần này không? Khoảng thời gian một năm trước tại APL 2022 và SEA Games 31 là rất khó khăn bởi chúng tôi vướng phải những vấn đề nội bộ cả trong lẫn ngoài chuyên môn. Có thể nói, SCP đã tự thua chứ không hẳn là không thể so kè một cách sòng phẳng với người Thái trên sân nhà của họ. Nhưng đến APL 2023, chúng tôi đã có sự chuẩn bị và tinh thần tốt hơn. Đặc biệt, SCP Bang đã chơi xuất sắc và nhận danh hiệu FMVP cá nhân. Hy vọng rằng chiến thắng của Sài Gòn Phantom tại APL 2023 sẽ tiếp thêm động lực cho đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam trong các giải đấu sắp tới và cũng là một cột mốc quan trọng trong lịch sử của eSports Việt Nam. Sau 2 ngày đầy kịch tính và hấp dẫn tại Chu Icon Hall, Bangkok, Thái Lan, vào ngày 22 và 23/7, giải đấu Arena of Valor Premier League 2023, APL 2023, đã tìm ra đội vô địch đáng chú ý. Đại diện của Việt Nam Sài Gòn Phantom, SCP, xuất sắc đánh bại đội tuyển nước chủ nhà Bacon Tam với tỷ số cách biệt 4-1, qua đó lên ngôi vô địch APL 2023. Đây cũng là lần đầu tiên Sài Gòn Phantom giành chức vô địch tại một giải đấu quốc tế và là năm thứ hai liên tiếp Liên Quân Mobile Việt Nam leo tới đỉnh vinh quang thế giới. Với chiến thắng này, SCP đã ghi dấu ấn mạnh mẽ vào lịch sử của eSports Việt Nam. Được tổ chức một cách offline tại Chu Icon Hall, giải đấu thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, đặc biệt là khi đối đầu với các đội mạnh đến từ nước chủ nhà Thái Lan. Cuộc so tài giữa SCP và Bacon Tam được xem là trận đấu ở bảng đấu độc nhất vô nhị trong lịch sử giải đấu Arena of Valor World Cup, khi hai đội cùng thuộc bảng E với sự hiện diện của đương kim vô địch Hoa Kỳ và đương kim Á quân Hà Lan. Ngày 23/7, trong trận chung kết đầy kịch tính, SCP đã chiến thắng vượt trội trước Bacon Tam với tỷ số 4-1. Đây là chiến thắng xứng đáng cho SCP sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả đội trong suốt hành trình tham dự giải đấu APL 2023. Nhìn lại quá trình thi đấu của SCP, có thể thấy sự hùng hồn và tinh thần đồng đội đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn và thăng hoa trong chiến thắng cuối cùng. Lai Bâng, tuyển thủ đi rừng xuất sắc của SCP, đã ghi dấu ấn lớn khi giành danh hiệu FMVP cá nhân tại APL 2023. Anh chơi xuất sắc và thực hiện những pha solo cực kỳ ấn tượng, đặc biệt là khi sử dụng chiến thuật độc lạ Wonder Woman cầm tốc biến thay vì trừng trị, đã khiến đối thủ Bro phải ngậm ngùi nhận thất bại tại chung kết tổng với tỷ số 4-3. Chiến thuật này cũng góp phần quan trọng giúp SCP giành chức vô địch APL 2023 và tạo nên một dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử của eSports Việt Nam. Ngay sau khi đoạt chức vô địch, SCP đã được các fan hâm mộ chào đón nồng nhiệt và cảm ơn sự hỗ trợ không ngừng nghỉ từ người hâm mộ. Thành công của SCP trong APL 2023 không chỉ là niềm vui riêng của đội, mà còn là niềm tự hào của cả cộng đồng game thủ Việt Nam. Đội đã thể hiện sự thăng hoa và bước đến đỉnh cao của giải đấu danh giá này, và hứa hẹn sẽ tiếp tục đem lại những thành công mới trong tương lai.